Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây. Mùa vàng bội thu trên cánh đồng ở Ma Bó, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2021. Trải nghiệm sâu Tây tại vườn ở Mộc Châu, Sơn La. Mối nguy từ thuốc lá thế hệ mới. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đại diện các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng đông đảo các lực lượng chuyên trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông tham dự. Năm an toàn giao thông 2021 có chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các bộ, ngành cùng Ủy ban Nhân dân các địa phương cần triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội xuân Tân Sửu và các kỳ nghỉ lễ khác trong năm 2021, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, và giảm ùn tắc giao thông trong năm 2021. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tờ trình đề nghị dừng tổ chức và hạn chế chuyến bay từ quốc gia có biến thể virus corona vừa được Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Y tế, hơn 40 quốc gia đã có quyết định tương tự do mức độ lây lan của biến thể virus corona. Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Quốc phòng và các cơ quan liên quan dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể virus corona. Cho đến nay, có khoảng 35 quốc gia có ghi nhận bệnh nhân nhiễm chủng biến thể này với số lượng khác nhau. Phần lớn là bệnh nhân xâm nhập từ Anh và Nam Phi, hai quốc gia đầu tiên ghi nhận biến chủng biến thể này. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, các trung tâm thương mại siêu thị ghi nhận lượng người mua sắm tăng đột biến, cho thấy sức mua bán lẻ đã có sự cải thiện rõ rệt. Theo thống kê từ các siêu thị, kết thúc đợt nghỉ Tết Dương lịch, ghi nhận tổng lượng khách hàng đến tham quan mua sắm tăng gấp đôi ngày thường, lên hơn 2 triệu lượt người mỗi ngày. Ước tính các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng gần gấp đôi ngày thường. Cùng với các loại thực phẩm, các loại mặt hàng gia vị, hóa phẩm, các loại nước giải khát, bánh kẹo tại các siêu thị ghi nhận sức mua tăng hơn 30% so với tuần trước. Sở dĩ lượng khách tăng là do dịp Tết Dương lịch năm nay rơi vào dịp cuối tuần và cộng với tình hình dịch bệnh được các cơ quan chức năng kiểm soát tốt nên người dân cũng phấn khởi mua sắm ăn lễ. Nhận thấy phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là tiền đề để phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững, nên Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng chăm sóc rau củ quả theo hướng hữu cơ và bước đầu cho hiệu quả thiết thực. Toàn bộ diện tích 6 ha đất nông nghiệp đã được Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh ứng dụng trồng và chăm sóc các loại rau củ quả theo hướng hữu cơ. Mùa nào tức nấy, tất cả đều được hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc, không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu mà chỉ sử dụng phân chuồng với vôi, nấm, chì côn, trộn đều rồi ủ hoai mục, sau đó bón cho cây trồng. Kết hợp với thuốc sinh học phòng trừ sâu bệnh đã giúp cho môi trường sản xuất trong lành, sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do môi trường ở đây nó sạch sẽ, cả thuốc sâu thuốc bọ không có, cho nên là nó cũng không ảnh hưởng sức khỏe. Dù mới đi vào sản xuất từ đầu năm 2020, song do tuân thủ nghiêm theo quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, bổ sung dưỡng chất cho cây, nên hợp tác xã đã thu được 4 lứa rau củ quả. Đặc biệt là ứng dụng thành công kỹ thuật trồng mang tây đã và đang được thị trường ưa chuộng và đặt hàng. Tuy nhiên, với số lượng sản phẩm của hợp tác xã đến nay cũng mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu của thị trường. Dự kiến thời gian tới, hợp tác xã sẽ tăng cường sản xuất, mở rộng thêm 2 hecta mang tây để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng biết rằng sản xuất theo hướng hữu cơ ấy, thì cái đầu ra bước đầu mình rất là khó khăn. Chúng tôi đã phải chấp nhận và định hình được như vậy. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn làm? Vì chúng tôi xác định là sẽ gắn bó với nền nông nghiệp về lâu về dài. Thế mình không làm theo hướng hữu cơ thì mình là người độc đầu tiên. Cái thứ hai, chúng tôi cũng rất muốn rằng là
những sản phẩm nông nghiệp ở đây của hợp tác xã này đưa ra thị trường đến tay những người tiêu dùng thì làm sao mà được sản phẩm an toàn nhất để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ như mô hình của Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam đang làm chính là giải pháp sản xuất an toàn, bền vững mà ngành nông nghiệp đang hướng tới. Thương hiệu gạo Tararai được viết tắt từ chữ Tà Năng và Đa Quyên gắn với tên tiếng Anh của gạo. Điều đặc biệt của thương hiệu gạo này là sản phẩm nằm trong chuỗi liên kết sản xuất lúa hữu cơ do chính dân tộc Churu ở hai xã của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng làm chủ, cung cấp cho thị trường loại gạo từ giống lúa thơm bản địa và được sản xuất theo chuẩn sạch tự nhiên. Và thương hiệu gạo Tararai chính là khát vọng, là tình yêu của hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng, đem lại những mùa vàng bội thu trên cánh đồng Ma Bó. Những ngày này, bà con nông dân trên cánh đồng Ma Bó đang tất bật cho công việc thu hoạch vụ lúa đông xuân. Trên cánh đồng không còn cảnh người dân cặt lúa bằng tay như trước đây, mà thay vào đó là những chiếc máy cơ giới hóa thu hoạch hàng loạt như thế này. Người Churu rôm rả chở thóc về nhà, một sức sống đang trỗi dậy, đem lại những đổi thay trên quê hương nghèo Ma Bó. Để có được sự đổi thay này, chính là nhờ mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ của chi hội nghề nghiệp lúa hữu cơ Tà Năng Ma Bó được hình thành trong nhiều năm nay. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ được xây dựng theo mô hình liên kết nhân dân sản xuất lúa của hai xã Đa Quyên và Tà Năng của huyện Đức Trọng với hơn 300 hộ dân tham gia, hoạt động theo quy chế và phương châm năm tự và năm cùng, đó là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ. Trong sản xuất lúa, 300 hộ cùng sản xuất một giống lúa thơm bản địa, xuống giống cùng thời điểm, cùng áp dụng các biện pháp chăm sóc phòng trừ dịch hại như nhau và không sử dụng chất hóa học, cùng thu hoạch và đưa vào chế biến. Tất cả các sản phẩm được liên kết với doanh nghiệp bao tiêu với giá cả ổn định lâu dài. Nói chung thấy bà con mình có thu hoạch đồ thì nói chung bị thương lái ép, rồi năng suất thì cũng không được nhiều, rồi về giá cả đồ nó cũng thất thường á, nên là từ đó nên tụi em mới nghĩ ra thôi mình vận động, nói chung là tập trung bà con lại là để mình làm theo một đầu mối á, là mình sản xuất lúa hữu cơ liên kết lại cả bà con á, để mình có cái sản phẩm ra ổn định, rồi cũng có phần để có cái thu nhập cho bà con. Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 300 hectare của chi hội nghề nghiệp lúa hữu cơ Tà Năng nằm lọt giữa bốn bề trùng điệp của núi rừng và ngay chân hồ nước Kian. Với những lợi thế về nguồn phù sa của núi rừng và nguồn nước tưới đã tạo thuận lợi cho người dân sản xuất lúa hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức giải âm nhạc cống hiến lần thứ 16 năm 2021 của báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam đã công bố danh sách đề cử của giải với 9 hạng mục: nhà sản xuất của năm, bài hát của năm, music video của năm, nghệ sĩ mới của năm, album của năm, chương trình của năm, chuỗi chương trình của năm, nhạc sĩ của năm và ca sĩ của năm. Nhà xuất bản của năm, bài hát của năm, music video của năm, nghệ sĩ mới của năm, album của năm, chương trình của năm, chuỗi chương trình của năm, nhạc sĩ của năm và ca sĩ của năm. Trong hạng mục nghệ sĩ mới của năm là sự xuất hiện của nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng của dòng nhạc rap, dòng nhạc thịnh hành năm 2020. Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc cống hiến cho biết năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên sẽ không tổ chức chương trình nghệ thuật và lễ trao giải mà sẽ thực hiện trao giải cho các nghệ sĩ ngay trong buổi bỏ phiếu do các nhà báo ở hai miền Bắc Nam thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định phê duyệt đề án xây dựng quảng bá thương hiệu quốc gia nghệ thuật sơn mài Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Theo đó, các bộ ngành địa phương tập trung xây dựng logo, bộ nhận diện nghệ thuật sơn mài Việt Nam, tổ chức liên hoan nghệ thuật sơn mài quốc tế, xuất bản sách giới thiệu nghệ thuật sơn mài. Đề án nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, góp phần phát triển thị trường văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời quảng bá đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế qua các hoạt động giao lưu nghệ thuật, trao đổi tác phẩm, sản phẩm văn hóa. Qua đây để tôn vinh, khẳng định giá trị của sơn mài Việt Nam, bảo tồn nghệ thuật sơn mài truyền thống, đẩy mạnh sáng tạo từ chất liệu sơn mài.
Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021 vừa qua, Ninh Bình đã đón trên 32.000 lượt du khách. Trong bối cảnh hiện nay, đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy khả năng phục hồi của ngành du lịch. Cùng với công tác đảm bảo an toàn phòng dịch và đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách trong năm 2021. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2021, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch và Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Tràng An đã tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình trong năm 2021. Thời gian tới để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức năm du lịch quốc gia 2021, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Năm 2021 thì Ninh Bình vinh dự tiếp tục được đăng cai là tổ chức năm du lịch quốc gia và phát động cái hoạt động để phục hồi du lịch trở lại. Thì chúng tôi cùng với hiệp hội và các doanh nghiệp du lịch đang chuẩn bị tốt nhất các cái điều kiện về cơ sở vật chất như nhân lực và những cái sản phẩm, các cái dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tranh thủ cái thời gian trong năm 2021 này để đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong hoạt động du lịch thông qua các cái nền tảng số, thông qua các cái ứng dụng du lịch thông minh để chúng tôi tiếp tục tiếp cận thị trường khách du lịch trong nước cũng như là hướng tới chuẩn bị sẵn sàng cái tâm thế để đón những lượt khách quốc tế trong năm tiếp theo. Năm 2020, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đón 2,8 triệu lượt du khách, chỉ bằng 36% kế hoạch năm và bằng 37% so với năm 2019. Lượng khách du lịch sụt giảm đáng kể là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021. Bên cạnh các hoạt động của ngành du lịch, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức thẩm định các dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch và các dự án quy hoạch chi tiết các khu vực liên quan đến khu điểm du lịch trên địa bàn. Đến cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào mùa này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên mà còn có cơ hội tham quan trải nghiệm và tự tay hái những trái dâu tây chín đỏ. Đây là một hoạt động du lịch không quá mới mẻ nhưng có sức hút rất lớn đối với du khách khi đến Mộc Châu vào mùa dâu tây. Cây dâu tây bén rễ trên đất cao nguyên Mộc Châu cách đây khoảng 10 năm. Khi đó cây dâu tây mới chỉ được trồng tại một số cơ sở sản xuất nông nghiệp. Đến nay, dâu tây đã trở thành một trong những sản phẩm nông sản tiêu biểu của huyện Mộc Châu. Những vườn dâu tây cũng đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút du khách. Lần này khi mà về quê thì được trải nghiệm cái hái dâu tại cái khu vực này thì rất là vui và một trải nghiệm rất là mới. Nên mình cho các con đi vào trải nghiệm hái dâu tây và các con rất là hứng thú. Nên là chắc chắn là lần sau mình sẽ cho các con mình quay trở lại đây. Hạt dâu tây được gieo từ tháng 9 khi trời bắt đầu trở lạnh. Sau hơn 2 tháng, những trái dâu tây chín đỏ, thơm ngọt bắt đầu cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài trong vài tháng. Đến vườn dâu của Hợp tác xã Hoa Mộc Châu, du khách có thể tự mình xách giỏ vào vườn hái dâu và thanh toán tiền tại quầy theo giá bán chung. Kết hợp du lịch thì thu nhập nó sẽ tăng cao lên rất là nhiều. Khi mình làm sản phẩm thì mình sản phẩm thì phải tính cái giá cả, cái chi phí vận chuyển các thứ. Nhưng mà khi mà mình làm du lịch thì khi mà bán tại chỗ, khách đến đây thì hái và mang về thì cái thu nhập của mình sẽ được cao hơn. Cùng với chè, sữa và các loại nông sản đã có thương hiệu của Mộc Châu, thì dâu tây cũng đang là một trong những món quà đặc sản được du khách ưa chuộng. Dâu tây Mộc Châu đã và đang góp phần tạo thêm điểm nhấn về du lịch trải nghiệm cho khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy ý nghĩa thiết thực của mô hình phân loại thu gom phế liệu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã triển khai mô hình phế liệu sạch đến tất cả các hội liên hiệp phụ nữ xã thị trấn trong huyện. Qua đó góp phần giúp đỡ những hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Huyện Khoái Châu hiện đang duy trì 85 mô hình phế liệu sạch do chi hội phụ nữ các thôn khu phố đảm nhiệm. Từ năm 2017 đến nay, thông qua mô hình phế liệu sạch, các chi hội phụ nữ thu được trên 300 triệu đồng từ tiền bán phế liệu thu gom tại các khu dân cư. Số tiền trên được sử dụng để thăm hỏi, động viên gần 200 hội viên phụ nữ khó khăn và bảo trợ hai cháu nhỏ mồ côi. Ngoài ra,
Hội Liên hiệp Phụ nữ một số xã trong huyện còn tuyên truyền hội viên ủng hộ phế liệu cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn thu gom thường xuyên hàng tháng. Từ những việc làm đơn giản như thu gom phế liệu nhưng đã tạo được sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và được đông đảo người dân trên địa bàn ủng hộ. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng nhiều mô hình hoạt động tự quản, thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia, bảo đảm sản xuất và an ninh trật tự ở khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn và 1.376 khu dân cư đều có mô hình tự quản trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng như khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, cổng rào an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, không giải vàng mã lúc đưa tang, không tổ chức tiệc nhát linh đình trước tiệc cưới, mô hình nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu đường nông thôn, xây dựng gia đình 503 sạch. Các mô hình tự quản hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân. Nhiều mô hình tự quản được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai nhân rộng, nhất là trên các lĩnh vực giúp nhau phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh hoặc các mô hình câu lạc bộ hoạt động theo sở thích của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không phải là sản phẩm ít hại hơn thuốc lá điếu thông thường. Thế nhưng thực tế đáng buồn là nhiều người trẻ đang trong độ tuổi thanh thiếu niên lại đang tìm đến thuốc lá thế hệ mới như một cách chứng minh độ chịu chơi thời trang của mình. Gần một năm nay, người thanh niên này đã chuyển sang hút thuốc lá điện tử thay vì thuốc lá truyền thống do bạn bè xung quanh tác động và cho rằng thuốc lá dạng mới có nhiều điểm thuận tiện hơn. Bạn bè xung quanh hút và họ phả ra thì tôi thấy rất là thơm, không phải châm lửa như gì, mình bấm nút mình hít cái là sẽ được rồi. Có rất nhiều hương vị như là nho, ổi, táo và tôi bắt đầu hút quen dần một thời gian là tôi không thể bỏ được. Thuốc lá thế hệ mới gồm thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử đang dần trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt thu hút giới trẻ bởi tính tiện dụng, thời trang và dễ dàng biến đổi hương vị. Thuốc lá điện tử thì nó ít động hại hơn thuốc lá bình thường và cầm cái pot nó sẽ trông rất ngầu hơn. Thuốc lá điện tử thì các loại tinh dầu thường chỉ được làm từ nước và hương liệu thôi. Thì tôi cảm thấy là nó an toàn hơn và có nhiều người nói với tôi là khi mà hút thuốc lá điện tử thì sẽ bỏ được thuốc lá truyền thống nên tôi chuyển sang hút thuốc lá điện tử. Có loại không có nicotine, không gây độc hại và về mùi hương các thứ thì có thể thay đổi theo sở thích. Điều đáng nói, việc mua bán thuốc lá thế hệ mới cũng rất dễ dàng. Chỉ cần có từ khóa như thuốc lá điện tử hay vape sẽ cho ra rất nhiều kết quả nơi bán. Thậm chí nhiều tài khoản mạng xã hội thoải mái quảng cáo và livestream với hình ảnh xả khói thuốc. Bản này là của Czech, bản này là của Nhật. Nhưng mà thực ra em bán ra hai dòng thì cũng chưa dòng nào là phải bảo hành đâu. Tính đến năm 2019, nước ta có khoảng 2,6% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 17 đang sử dụng thuốc lá thế hệ mới, hút thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử không chứa chất độc và không gây nghiện. Liệu rằng những lý do này có chính xác? Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tính đến quý 3 năm 2020, Hà Nội còn khoảng 11.081 bếp than tổ ong, sau khi đã loại bỏ được 43.411 bếp, giảm 79,66% so với năm 2017. Trong đó, quận Hoàn Kiếm và huyện Thạch Thất đã xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ. Số lượng viên than tổ ong tiêu thụ trong một ngày từ các xưởng sản xuất dưới 1.000 viên một ngày một xưởng, có nơi khoảng 500 viên một ngày. Đến năm 2021, người dân thủ đô sẽ không còn khó thở bởi khói từ nhiều bếp than được đốt lên hàng ngày. Nhưng để đạt được điều đó rất cần sự chung tay, nỗ lực từ các cấp chính quyền và từ mỗi người dân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.